chất nó sẽ có hai sợi. Và nếu mà muốn đỏng cái em tắt nó ra, có khi mà em tắt em đắp ngay giữa em tắt ra thì tắt là thành hai sợi thịt, có hai sợi. Đó nó có một cái sợi là gì? Bi tâm cộng với một sợi hướng tâm nó tập trung trong cái này. Do đó mình kích thích ở một địa điểm nào đó thì cả dây bi tâm cũng kích thích và cả dây hướng tâm cũng bị kích thích. Ha. Bây giờ đầu tiên là cái cung phản xạ của nó. Thì mình sẽ thấy ở đây là cái đùi nó nằm, đùi nó ở đây. Ha, đùi nó nằm ở đây. Thì bên dưới này là cái phần bắp chân. Ha. Mẹ mày. Thì đầu tiên ở đây là mình nhúng cái chân vào trong cây tay à. Nhúng vào cây tay. Rồi sau đó các em mới nhúng vào trong ai xích thì các em thấy nó không có phản ứng. Có nghĩa là cái cung phản xạ của nó thực hiện từ đâu? Lúc bây giờ cái cung phản xạ nó thể hiện trên thịt này là như thế nào? Biết. Và từ cái tế bào thần kinh ngoại biên này ha, nó nhận kích thích và nó truyền đi theo cái sợi dây này, theo cái dây hướng tâm lên tới phần đâu? Phần tủy, tủy sống ở chỗ này. Tủy sống ở đây là nó chuyển xuống cái sợi dây ly đi tâm để có một sợi mỏng theo dây hướng tâm lên tới đây rồi chuyển từ dây đi tâm về cái đây. Nhưng mà do cái giải thích tại sao nó không cái cung phản xạ nó là vậy đó, từ đây lên tới đây lên tới tủy sống xong rồi chuyển về tới cái phần cơ này ha. Cơ này nếu mà nó co rút á, nếu thực hiện được thì cái cơ bắp ở đây nó sẽ co, hoặc là cái cơ ở bàn chân ngón chân gì nó co, thì lúc bây giờ là nó có thể biểu hiện là ngón chân có thể co, bàn chân có thể co, hoặc là ngón chân nó co. Nhưng mà cuối cùng mình thấy là gì, nó không co được, về là không phản xạ, nó không thực hiện được. Nhưng mà không thực hiện được từ cái khâu nào? Giờ không tiếp nhận từ đâu? Không tiếp nhận được. Từ ngay chỗ không tiếp nhận này nó không được nè, không tiếp nhận này được, thành ra nó có xung động mà truyền theo cái dương tâm lên đây ha. Không xung động mà truyền lên đây nó không được, thành ra nó không truyền xuống tới đây được luôn. Ha. Và cuối cùng cơ ngón chân cũng không nhận được kích thích, cơ bàn chân cũng không và cơ bắp chân cũng không. Ha. Do đó cung phản xạ này mình thấy là muốn thực hiện được thì cơ quan xúc giác này nó phải có giai đoạn cung phản xạ. Rồi thứ hai là khi kích đầu dưới, khi kích đầu dưới. Bây giờ chỗ này là mình cắt cái sợi dây thần kinh này ra. Ha, cắt sợi dây thần kinh này ra và mình kích ở cái đầu dưới, tức là cả hai này cùng một bó. Và ngay khi mình kích thì mình kích cả hai sợi luôn. Ha. Và khi mình kích đầu dưới thì mình thấy là cái xung động nó sẽ truyền theo cái dây thần kinh, vì là cái dây này dây hướng tâm, là cái dây màu đỏ thì nó cũng nhận kích thích. Rồi sao nữa? Thì nó truyền lên đây này không? Không truyền lên đây được. Nhưng mà dây ly tâm thì nhận kích thích không? Dạ. Nhận kích thích thì nó sẽ sao? Truyền xuống để xuống. Ha, truyền ngược để xuống. Và khi truyền ngược để xuống, nếu mà nó truyền được tới cái phần cơ của cái ngón chân, thì ngón chân nó sẽ giống nhất. Nếu truyền xuống bàn chân thì nguyên bàn chân nó sẽ giống nhất bằng cách là em thấy nó nhảy nguyên cái bàn chân như thế này. Còn nếu không mà truyền xuống phần bắp chân thì em thấy nguyên cái phần cẳng chân này nó sẽ cong hơn giữa cẳng chân với chân. Như vậy khi kích thích cái phần đùi dưới, đầu dưới thì mình thấy thứ nhất là bắp chân co bắp chân, bàn chân co, bàn chân co, bắp chân ha. Và thường thì nó sẽ có ba cái biểu hiện. Nếu như cái cường độ kích thích yếu, nó tùy theo cường độ kích thích. Nếu cường độ kích thích yếu thì chỉ có ngón chân này co ha, yếu thì chỉ ngón chân co nó biết chút nhất vậy thôi. Còn nếu mà mạnh hơn thì bàn chân to, nếu mà mạnh hơn nữa thì cẳng chân này nó sẽ to. Hay như vậy thường thường nó sẽ có ba chủ đề biểu hiện, có thể là ngón chân to, có thể là bàn chân to và cũng có thể là cái cẳng chân nó to. Hay như con thấy của phần đùi cẳng chân nó to. Ha. Rồi khi kích đầu trên có nghĩa là kích vô bàn, kích vô nguyên cái đó này. Như vậy xung động thần kinh nó sẽ truyền theo dây tĩnh mạch nữa đó, được nhân tâm lên tới tủy sống. Rồi lại đi xuống dưới đây. Nhưng mà không đi xuống dưới đây được không? Không đi xuống dưới đây được. Đây khi mà ở đây cái xung động nó nằm ở đây thì nó có khả năng là gì chỗ này có một cơ. Vậy là tên sẽ thấy cơ đùi là to. Cơ đùi là to. Cơ đùi tức là phần bộ chỉ có cái vùng này to thôi. Ra em thấy chỗ này có thể là to nhất chỗ đùi. Nhưng sử dụng em thấy cái cơ chỗ này nó sẽ to. To nhất chỗ đây. Một cái dạng nữa là co đùi co trước,
rồi tới bắp chân to, bắp chân xuống phía dưới hả? Đâu có đi đâu xuống được đâu. Hả? Đâu có truyền xuống dưới này đâu. Ở dưới này không co được. Đâu có truyền xuống đây nữa được hả? Đâu có truyền xuống dưới đây được. Là một là cơ đùi chỗ này co. Cái thứ hai, nếu như cái cường độ kích thích đủ mạnh, đủ mạnh thì nó có thể co nguyên cái phần cơ đùi này, nguyên cái phần cơ đùi co. Mà các em thấy ở cái phần cơ đùi này thường nó có hai cái ba cái bắp cơ, cái này có ba bắp cơ, bắp cơ đùi trước, bắp cơ đùi giữa, bắp cơ đùi sau. Thì có cái bắp cơ đùi co, nếu mà co lại thì nó sẽ kéo nguyên cái đùi này lên. Ha, nếu nó co thì nó lại kéo nguyên đùi, thay vì đùi nằm đây thì kéo nguyên cái đùi này lên. Khi mà kéo nguyên cái đùi này lên thì cái phần cẳng chân nó cũng bị tự động bị kéo lên. Thì đây các em thấy một cái biểu hiện đầu tiên là gì? Thứ nhất là co cục bộ của cơ đùi này, cơ dùng đùi thôi, nhưng mà cái đùi này vẫn để yên vị trí ha. Và thứ hai là nguyên cái cơ đùi này nó co, nếu mà cái cường độ nó nhiều quá thì nguyên có cơ nó sẽ co. Và các em biết là cơ dân nó được cấu tạo bởi nhiều sợi cơ, mỗi một sợi cơ nó chính là một cái tế bào cơ dài như thế này, rồi nhiều sợi cơ nó hợp lại thành bó cơ, nhiều bó cơ nó lại thành một cơ bắp cơ. Và tùy theo cái cường độ kích thích mà nhiều hay là ít sợi cơ co. Mà nếu mà nhiều sợi cơ co thì nguyên có cơ co, không nguyên bắp cơ co. Mà nếu cường độ kích thích càng to thì nguyên một bắp cơ càng to, thì làm cái đùi này nó to luôn, nó kéo cái chân nó lên, nên nó dở đùi nó lên ha. Mà khi dở đùi lên thì cái này nó bị đậm, nó kéo theo, chứ không phải dùng dưới này to, dùng này đâu có bị kích thích truyền tới đâu. Như vậy biểu hiện ở phần này nó có đầu trên nó có ba biểu hiện. Thứ nhất là cơ đùi co, cái thứ hai là đùi ớt nó sẽ co, cái đùi nó co. Biểu hiện thứ ba, nếu như cái cá thể này nó nhạy cảm và cái cường độ kích thích đủ lớn thì em thấy là cái đùi này nó co, đồng thời nó truyền cái xung động lên trên này và cả cái chi trên này nó cũng co, cả cái chi trên này cũng co, vậy là nó sẽ co bằng cái chi ha. Và thường cái chi này, chân này co, cái này co, cái này co, nó làm cho nó dặn người, nó sẽ dặn người ha. Vậy là sẽ có ba cái biểu hiện, là một là cái này co, hai cái này co, và thứ ba là toàn thân cái phía trên này sẽ co. Nhưng mà thường cái này thì hơi khó. Nếu như cái cường độ kích thích là đủ lớn thì nó có được. Cái thứ hai, nếu muốn cho cơ thể này trên thì co đó, thì con ớt này phải là con ớt nó khỏe ha, ớt này khỏe. Còn nếu mà em để ớt này nó lâu quá thì nó không co được. Một cái điểm nữa, khi mà thi thì các em lưu ý thế này, các em thường các em kích cái đầu trên trước ha, cái đầu trên thường nó khó. Cái thứ hai nữa là cái dây thần kinh này nó dễ bị khô. Đa có khi hồi nãy các em kích nó không lên được đó là để lâu quá cái dây để khô, nó khô là nó không cảm nhận được kích thích nữa, có kích thích tới đó nhưng mà nó không có truyền cái xung động được nữa. Cho nên hoặc là khi mà em mở một tách ra rồi, kinh nghiệm là em mở một tách ra rồi em nhét nó liền vào trong cái phần đùi cơ đùi. Còn nếu không là em sử dụng cái dung dịch sinh lý là em nhỏ lên nó một giọt cho nó đủ ẩm ha. Rồi một cái điểm nữa là đừng có kéo cái sợi này dài quá, có nhiều khi em kéo sợi này dài quá nó đứt từ hôm nay cái mẹ đứt đứt từ trong đây nè. Nên mình thấy cái sợi này nó dài lòng thòng ra đây nè, mình cặp cái này vô đây được, nhưng mà kích hoài nó không có co. Kích hoài không co, một nó bị khô, cái thứ hai bị đứt, đứt cái sợi từ trong cái phần nấu vô cái phần bị sống luôn, nên mình không thấy nó đứt chỗ nào nhưng mà nó không co ha. Rồi cái thứ tư, khi mà em thủy tủy ở trên cái chân còn lại, ở trên cái chân còn lại của nó, thì trên cái chân còn lại này tất cả đều bình thường hết, tất cả đều bình thường ha. Nhưng mà mình quý tủy rồi phần này nó hư ha, dây thần kinh ly tâm hướng tâm gì nó vẫn còn, cơ quan xúc giác nó vẫn còn, như khi từ nhúc vào trong cái xích thì nó không còn. Vậy là cho khá cái câu gì, câu trung ương thần kinh về mình nhìn thử nè. Về tới chỗ này ha, tới chỗ này thì các em hình dung thử là chỗ này nó không nhận cái chân còn lại mà con quý tủy, chỗ này nó nhận cái thứ, nó có truyền theo cái dây ly tâm không? Có đó, nhưng mà nó có truyền lên đây không? Không, không truyền lên đây được, nó có truyền xuống này được không? Không, không, là cuối cùng nó không nhận, không có đáp ứng kích thích ha. Mình biết đường đi của mình nha. Còn ở cái này thì đường đi nó từ đây lên đến được, nhưng mà nó xuống này, hai xuống tay mặt ở vị trí này, rồi cái này thường vậy nó lên tới đây rồi nó lại sao nó lại xuống nha ha. Còn bên này thì đường đi nó đi từ đây nhưng mà nó không lên tới bên này mặt xuống ha. Rồi bây giờ bên bên cái xác định cái thời gian phản xạ,
Bây giờ ở đây là mình nhớ là nó có ba loại kích thích. Một là kích thích hóa học, cái thứ hai là kích thích vật lý, cái thứ ba là kích thích sinh học. Nó thường thông thường có ba loại kích thích ha. Đối với một cơ thể thì có nhận ba kiểu kích thích, loại kích thích. Thì ở đây mình loại cái nguyên kích thích sinh học ra nè, mình không có sử dụng cái gì cơ thể hết, mình loại cái kích thích sinh học ra. Bây giờ ở trong cái bài bên kia thì mình sử dụng kích thích điện, cái là kích thích gì? Vật lý. Sang qua phần bên đây mình sẽ tiếp những kích thích hóa học ha, thưa bác học. Và mình xài hai cái nồng độ khác nhau, có nghĩa là hai cái cường độ khác nhau, hai cái nồng độ khác nhau, mật độ lớn và nhỏ, có nghĩa là cường độ của cái này, cường độ của cái này khác nhau. Bây giờ ở nồng độ 0.5 thì trên nhìn là 1, 2, 3, mình so sánh giữa ba cái lần này đây ha. Thứ nhất cái này là 1, cái này là 5, cái này là 6, vậy là càng ngày nó càng lớn. Mà cái số liệu này càng ngày càng lớn, nó chứng tỏ nó nhanh hay là nó chậm? Chậm. À, nó chậm. Có nghĩa là từ lúc nhận kích thích cho tới lúc đáp ứng kích thích nó chậm hơn ha. Rồi bây giờ sang cái thứ hai, 2, 3, 4, 2, 4, 8, 1, 1, 2, 3, 1, 4. Vậy là cái này, cái này ha. Nếu mà cái này là 3 đó thì cũng không sao, cái này là 2 cũng không sao, cái này là 1, trong khi cái này là 4. 1 ở đây là chỉ 4 quá ha. Thì em thấy có thể là cái này em làm sai, thấy không? Khả năng là cái này em làm sai. Nếu cái này mà quay về phía trước thì còn có thể xuất phục được. Cái này đang chậm nè, bây giờ tự nhiên lại nhanh lên, bây giờ lại rất là chậm xuống ha. Vậy cái này là cái em làm sai, nha, khả năng em làm sai nhiều. Tới đây 5, 7, 9 về cái xu hướng chung của nó, nhìn chung cái xu hướng của nó là ở lần 1, lần 2, lần 3 thì càng về phía sau thì cái thời gian phản ứng hay sao thì càng chậm ha. Đây là cái già cái hơn. Vậy mình giải thích là do gì? Cái cơ yếu, cơ ngực nó yếu, có thể do là nó yếu, cơ thể nó yếu ha. Hoặc là nó to nhiều quá thì nó bị mỏi cơ, có thể là do hiện tượng mỏi cơ, hoặc là do cơ thể nó bị suy yếu, nó gần chết ha. Với lại thường thì ở ớt thì nó không có khỏe lắm, nó không có khỏe bằng cấp ha. Vậy đó, cái thời gian kéo dài hơn là hợp lý ha. Vậy là em giải thích là có thể là do cái tính lì đối với kích thích. Nhiều khi cùng một loại kích thích đó thì kích thích lần 2 rồi kích thích lần 3, kích thích lần 4 nó lì là do nó bị mỏi cơ, do mỏi cơ ha. Rồi sang qua cái 1%, giữa cái 0.5 với 1% thì cái 1% là cái cường độ kích thích lớn hơn, nồng độ lớn hơn thì cường độ kích thích lớn hơn. Và thường cái cường độ kích thích lớn hơn thì cái thời gian phản xạ nó phải ngắn lại, như đó các em thấy làm sao đó, mà cái thời gian đây nó phải ngắn lên cho mình nè. Rồi bây giờ mình so sánh nè, 1, 1, 4 thì nó cũng được ha. 1, 1, 2, 1, 1, 3 cũng được. 0.5, 0.8, 0.6, 2, 8, 3 thì cái này có thể là bị sai ha. 5, 5, 7, 5, 5, 5, 5, 5. Rồi cũng tạm được. Nhưng mà có một số cái mà các em phải lưu ý là trong cái thí nghiệm dưới này ha. Thí nghiệm dưới này cái thời gian của nó là bên này là 5.7 thì tương ứng với cái thấp nhất bên đây là 5.6, nó cũng được, nhưng mà nó cũng được, nhưng mà nhìn thấy con này khác cái này là sao? Yếu nhiều hơn là những cái thể còn lại ha. Thì mình thấy giá trị cao nhất là 5, giá trị thấp nhất là 1, rồi bên này là 2, 3, 1, 2, 3 gì đó. Thì mình rút ra kết luận là gì? Thứ nhất là cái thời gian phản xạ nó sai khác tùy theo cá thể, tùy theo cá thể ha. Và các tùy theo cá thể thì cá thể này cụ thể nó là gì? Có thể là tùy theo giới tính không? Tùy theo giới tính không? Anh giới tính là nam nữ không? Có nhưng phải có. Rồi tùy theo cái thể trạng nữa, ví dụ như cái con này nó khỏe, con này nó bệnh ha, nó cũng có. Rồi có con này nó yếu, bệnh nó yếu á, ví dụ như bắt để lâu quá nó yếu không dần ha. Rồi tùy theo cái độ tuổi, ví dụ như cái con hay bắt là con non non chút, nhưng con hay bắt lại con già già chút, ra cái thời gian nó không có giống nhau, thời gian giống nhau. Nhưng mà cái thí nghiệm nó phù hợp, nếu như ở 0.5 thì nó lớn hơn chút, nhưng mà qua cái 1 tức là cái cường độ kích thích cao hơn chút, nó cũng ngắt một tí thì nó hợp lý ha. Ra đừng có thắc mắc tại sao cái giới bên tay nó lại
xuống nhớ lên đây 5, nhưng mà cả hai đều đúng, cả hai đều đúng được. Tại cái này là dày, nó dày. Hai nó tương ứng, hai bên này tương ứng. Đây còn một cái trường hợp nữa, cái này cũng phải xem lại. Cái này một cái mấy mà cái này tới 6 cái mấy, trong khi không có 5 thì qua cái này cũng tốt. Là cái như này cũng phải so sánh giữa cái này em nhìn thấy cũng bắt cái gì đó nó chưa có chính xác đó nha. Mà chưa chính xác này cũng rất là dễ, dễ sai lầm. Tại vì cái nhất là một mình em làm, cái thứ hai là cái thời gian em bắt á, nhiều khi em nhấn vô á, rồi khi mà nó nhảy lên là em bắt không có kịp. Mình tính thời gian nó bằng khắc á, tới thời gian nó rất là nhanh, thời gian rất là nhanh, nên nó cũng có thể nó sẽ sao. Rồi nhiều khi em nhìn bên đây, em nhìn bên đây là bắt không kịp ha. Được chưa? Rồi thi nè, thi thì 1 giờ, thời gian làm là 60 phút và 7 điểm là phần thực hành, 3 điểm là phần lý thuyết. Cái đó phải là lý thuyết. Lý thuyết là tất cả những cái phần ở trong bài các em có thể là giải thích cái gì đó, hoặc là những cái câu hỏi có sẵn trong bài thuyết trình gì đó, nghe có nhiều dạng câu hỏi. Và thí nghiệm thì bất thân. Cái đó các em phải xem đây, trong nguyên cái phần mình học nó có bao nhiêu thí nghiệm. Và thường thì làm một thí nghiệm trong số nhiều thí nghiệm, cho nên cái xác suất mà cái độ may rủi nó rất là cao. Và nhớ là người ta bảo thí nghiệm nào thì chỉ làm thí nghiệm đó thôi, thì người ta làm thí nghiệm khác, làm thí nghiệm nào thì làm chính xác cái bài đó. Và khi mà chấm điểm thì cô chấm luôn cả cái thao tác lẫn cái kết quả lẫn cái bố trí thí nghiệm đó. Mình bố trí đúng hay là sai, thao tác cái đúng hay là sai, còn kết quả cái đúng hay là sai gì đó. Và thường thì những cái nào mà nó liên quan tới cái điện tử mà phải nhận diện tiền là cái kim cô đó. Ví dụ như khi khách lớp 1, khách lớp 2 trước khi thách thức phải kêu thầy tới cá, hoặc là vậy đó, phải cho thầy có cái điện tử. Tại vì nếu không là có khi là em